map rộng rộng này em thích chơi gu trang hoặc là gây xa để đi cho nó nhanh chứ. Tại chị đang rất chi là cảm thấy khó hiểu. Ok, hãy để em giải thích cho chị, giúp chị giải đáp Ok. thắc mắc. Thực ra thì cũng không khó hiểu à, tức là chị không biết xếp vào dạng gì, chứ không phải là khó hiểu lắm, là không biết xếp vào dạng gì nên sẽ hỏi. Rồi, Em ở ở trước nhà 2 tầng. trên nhà 2 tầng. Rồi ra sau nhà 2 tầng đi. Ô, ga 2 cái chủ tế này, ga 2 cái chủ tế này, dĩ luôn chủ tế luôn này. Chủ tế được vào nhà 2 tầng đấy, chủ tế chuẩn bị được vào nhà 2 tầng. Thôi nó không đủ nữa rồi. Em Đấy thấy là đúng rồi, gì đó thì đúng rồi, đám đấm nó luôn em ơi. Không có người ở đây nữa. À, tiền đạo ở đây. Thôi đứng im. À không, đứng im. chị sao là thằng luật sư đẳng đâu ấy chị? À dưới cầu, dưới cầu, dưới cầu. Ok. Tiền đạo được ở ga 2 này. Bóng này em ơi, đây đây đây. Chị lên Leo em leo từ xuống, leo dưới. xuống, leo xuống, leo xuống. Không tên rô được kìa. Nó quay lạ thật đấy, quả đấy không tên rô được kìa. Em dí nó đi, em dí, em là người xem dí nó đi để chị làm ghế cho. Cứ dí đi. Em cứ dí thôi. Rồi hay quá. Chả nhiều người đi cứu ấy, rồi đi Em về ghế ghế với luôn, chị luôn rồi nhá. ghế luôn, tên lên, tên lên luôn, tên lên luôn. À treo đi, treo đi, cho tên lên. Ok. Nó muốn đi cái tàu này. Em ở ra hai này. Rồi rồi, chưa chưa, nó có đi được đâu. Cam ghế, về cam ghế. Mỗi người một hit. Mỗi đứa một hit. Ai cũng có phần. Ai cũng có phần. Thấy thằng tiền đạo đấy nhá. Thế nào đang đâu á chị? Nhà 2 tầng. Đang nhảy. Trời ơi, chạy kiểu rồi. Luật sư lắc đồng hồ. Người bóng đấy. Bé gái kìa, gây bé gái. Ui. Em đuổi nó được Le le chưa? luôn rồi, thôi đuổi nó đi. Map này biết được chủ tế sớm ok. Có tiền đạo này. Đây, tiền đạo đây. Chứ chị đợi này em đợi con ong. À, chả nó có cú em ơi. Ở kìa, tiền đạo kìa, xem đánh nó. Tiền đạo gì nữa, Em tiền đọc đạo đi, gì một nữa, tiền đạo đi. chị bốc con ong nhá. Ừ, bốc con ong rồi. Cứ dí đi, cứ dí, chị bốc ra, cứ dí đi. Ừ.
Thì đã lấy lần cuối đã di nốt đi. Thì tao đứng chích bóng, chị bốc con tao ta tin tim với. Đâu con sâu. Đã được chích bóng đúng không? Thì cứ dí nó đi, cứ dí nó đi, cứ dí nó đi. Ơ lên ghế. Người ở đây hết rồi, ai đập máy hả các bạn? Ơ, trên kia đứng thích cú nhá. Ừ, thế thôi. Ram thật. Bạn chậm thế nhở, không hiểu luôn á. Bấm kiểu gì? Mình luôn á. Một máy thế kìa, có gì thì cam máy cũng được. Đây gái này cái lần hai rồi này. Có đứa em nhà hai tầng đập máy nhà hai tầng ấy. Này gái bay, tên ti cũng bay. Máy chưa xong, máy chưa xong. Hai. Chị đang ở cổng trước đúng không? Em thêm tay cổng kia nhá. Chị cổng 4, chị cổng 4. Em tay cổng 1 đi. Okay, à ơi, lộn, em tay cổng 4 đi, chị ở cổng 1 chứ lộn. Tay lại cổng 4 đi. Bên này không có ai, cổng 1 không có ai. Không có ai rồi. Nó đang ở giữa cầu hết thì gì? Ừ, giữa cầu hết thì đó, tìm nhau, tìm thôi đi, tìm đi. Có dấu tải ở dạp xiếc này. Kia à? Đây, trong dạp xiếc có người. Chỉ thấy một người rồi. Chỉ thấy con ong rồi, em có thể tìm con chia lít được. À, chia lít ở bên kia.
Bên nào chị? Bên cổng A1 đi. Ồ, nhớ tai này. Dưới cầu có con ong. Đây, em thấy rồi. Ôi, dưới cầu có ong, thấy con ong chưa? Em thấy rồi, nó hút bóng. Có dấu tại đây chị không tìm thấy người đâu cả. À đây. Còn có doctor nữa nha. Doctor được cứu ở bên kia đúng không? À, đến bên con doctor đâu rồi? Ố, lên lần đầu à? Xà beng, mua xà beng, mua xà beng, mua xà beng. Mua bên dạp xiếc thì phải. Đây nó đang ở đúng quay xoay đường chị ạ. Ok. Đây này, này. Có nhiều người đây. Nó đi về cái chỗ hai ván chữ T dạp xiếc ấy. Okay, đây, okay, nó đi về sau dạp xiếc rồi. Ok, ok, rồi, dí đi, dí đi, dí đi. Nước hoa. Ping lên xem nào. Rồi, rồi, rồi. Tập tiếp. Rồi, chích máu hổ cái. Hay. Đầu hàng rồi.